Ngọc Thanh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức đầu giờ của Vietnews TV trên băng tần 56.5. Và xin mời quý vị cùng Ngọc Thanh theo dõi những bản tin sau đây. Bản tin đầu tiên cho biết là Anh thúc giục Trung Cộng giảm án tử hình một người Tây Tạng. Anh Quốc song song với việc thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải có hành động mạnh mẽ với Syria, thì Ngoại trưởng Anh cũng đang thúc giục Trung Quốc hãy nên giảm án tử hình của ông Doma Kiab, một người Tây Tạng bị kết án giết vợ, rồi mang xác ra đốt để làm như một vụ tự thiêu. Những người tranh đấu cho quyền lợi của người Tây Tạng nói rằng giới hữu trách Trung Quốc đã không tuân thủ các thủ tục pháp lý trong vụ án này. Ngoại trưởng Anh ông William Hague đã đưa ra lời kêu gọi trong một bài phát biểu tại Quốc hội. Chúng tôi kêu gọi giới hữu trách Trung Quốc giảm án và hủy bỏ bản án. Chúng tôi thực sự tin rằng mọi phiên tòa cần phải tự do và công bằng, theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế. Và chúng tôi vẫn hết sức quan tâm về các tin tức về các vụ tự thiêu và chúng tôi kêu gọi tất cả các bên sử dụng ảnh hưởng của mình để chấm dứt tình trạng này. Giám đốc Hội Tây Tạng ở Anh, bà Philippa Carrick nói rằng tổ chức của bà lo ngại rằng ông Doma Kiab bị kết án sau khi ông từ chối thú nhận rằng vợ ông tự thiêu vì các vấn đề riêng tư trong gia đình. Ông Doma Kiab, 32 tuổi, đã bị giới chức hữu trách Trung Quốc bắt ngày 14 tháng 3 năm 2013, một ngày sau khi người Tây Tạng lưu vong với các nguồn tin tại khu vực nói rằng vợ ông Kiab tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Hơn 20 người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ năm 2009 tại quê hương họ, cũng như là tại các vùng phụ cận để phản đối điều mà người dân địa phương nói là sự can thiệp của Trung Quốc vào tập tục và hoạt động tôn giáo của Tây Tạng. Sang qua một nguồn tin khác cho biết là Nam Triều Tiên nới rộng lệnh cấm nhập cảng thủy sản Nhật. Nam Triều Tiên quyết định nới rộng một lệnh cấm nhập hải cảng thủy sản Nhật, viện vẫn mối lo ngại về việc nước nhiễm phóng xạ lan ra biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Quyết định vừa kể của Seoul đã nhanh chóng gặp phải sự than phiền của chính phủ Nhật Bản. Nam Triều Tiên hôm nay cho biết họ quyết định nới rộng một lệnh cấm nhập cảng thủy sản từ Nhật Bản để bao gồm những sản phẩm có xuất xứ từ khu vực của nhà máy điện Fukushima bị hư hại, là nơi nước nhiễm phóng xạ tiếp tục rò rỉ ra biển. Chính phủ ở Tokyo đã nhanh chóng bày tỏ sự bất bình đối với việc Nam Triều Tiên nới rộng lệnh cấm và nhiều nghi vấn về lý do mà Seoul nêu ra để cấm nhập cảng tôm cá của Nhật. Ông Yoshihide Suga là chánh văn phòng nội các Nhật hôm nay đã phát biểu như sau. Chúng tôi hy vọng chính phủ Nam Triều Tiên thực hiện các quyết định dựa trên những dữ liệu khoa học. Ông Suga cũng nói thêm rằng, từ khi tai nạn hạt nhân Fukushima xảy ra cách đây hơn 2 năm, giới hữu trách Nhật Bản đã thực hiện những biện pháp kiểm tra và kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với các loại lương thực xuất cảng. Công ty điện lực Tokyo điều hành nhà máy Fukushima thừa nhận là hàng trăm tấn nước bị nhiễm phóng xạ đã rò rỉ ra biển. Nam Triều Tiên cho biết lệnh cấm được nới rộng đối với các loại tôm cá trong vùng Fukushima của Nhật Bản có hiệu lực vô thời hạn. Trong khi đó, thì Đài Loan tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Đài Loan vừa loan báo sẽ đầu tư hơn 106 triệu Mỹ Kim trong vòng 3 năm tới để xây dựng bến tàu ở đảo Thái Bình Dương để tăng cường sự hiện diện hải quân trong khu vực. Một hành động có thể gây bực bội cho các nước đang có tranh chấp trong vùng. Đảo Thái Bình Việt Nam gọi là Ba Bình là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Ngân khoản này theo dự đoán sẽ được Quốc hội Đài Loan thông qua trong kỳ họp vào cuối tháng này. Bến tàu mới sẽ có khả năng đón nhận các tàu hạng nặng và tàu hải quân. Giới lập pháp Đài Loan cho biết, một khi hoàn thành, bến tàu này sẽ giúp đỡ việc dỡ các thiết bị cần thiết giúp Đài Loan xúc tiến kế hoạch mở rộng phi đạo tại đây. Trước đây, Việt Nam đã lên tiếng phản đối dự định của Đài Loan muốn mở rộng 500 mét đường băng trên đảo Ba Bình. Truyền thông Việt Nam cho biết đảo Ba Bình dù thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Đài Loan chiếm đóng. Báo chí Đài Loan cho rằng hòn đảo này do Đài Loan nhận chủ quyền đầu năm 1947 và Đài Loan đã duy trì sự hiện diện thường trực tại đây kể từ năm 1956 cho tới nay. Tranh cãi giữa Việt Nam và Đài Loan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông tăng cao với các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines giành chủ quyền ở lãnh hải này đang leo thang.
Quay sang Thái Lan thì Thái Lan mở tòa án du lịch đầu tiên trên thế giới thưa quý vị. Hôm qua ngày 5 tháng 9, tòa án du lịch đầu tiên của Thái Lan và cũng là của thế giới đi vào hoạt động tại thành phố biển nổi tiếng Pattaya. Đây là nỗ lực mới của chính phủ Thái nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi đến nước này. Thái Lan luôn được coi là thiên đường du lịch trong khu vực Á Châu và thế giới. Ngành du lịch mang về nguồn lợi khổng lồ hàng năm cho đất nước Chùa Vàng, đóng góp không nhỏ vào việc tăng trưởng kinh tế quốc gia. Để bảo đảm an toàn và quyền lợi cho du khách và tạo chế tài, buộc những nhà cung cấp dịch vụ du lịch có trách nhiệm hơn để hướng tới sự phát triển bền vững của ngành du lịch, Tòa án du lịch Thái Lan được thành lập. Án dân sự và hình sự liên quan đến khách du lịch bị nạn đều sẽ được giải quyết nhanh chóng trước khi người này rời khỏi Thái Lan. Trong khi tòa án Pattaya chủ yếu thụ lý vụ án liên quan đến ngành công nghiệp tàu cao tốc, nơi các vấn đề lừa đảo, chém giết, tội phạm và tai nạn do thuyền trưởng kém chất lượng xảy ra thường xuyên, du khách cũng có thể đâm đơn kiện về dịch vụ không công bằng hay các vụ việc ảnh hưởng tới an toàn cá nhân. Tòa án hoạt động 4 tiếng một ngày từ 16:30 cho đến 20:30. Thời gian xem xét vụ việc không quá nghiêm trọng sẽ được giảm xuống mức tối thiểu là một ngày, thay vì 6 tháng như trước đây. Tòa án đặc biệt có chủ trương khuyến khích các bên đồng ý thương lượng để dễ dàng đi đến thỏa thuận một cách nhanh chóng. Một ban chuyên trách về các vụ việc này liên quan đến du khách nước ngoài cũng sẽ được thành lập bởi sẽ có nhiều trường hợp án chưa thể được giải quyết xong trước khi du khách về nước. Tòa án đầu tiên ở Pattaya là nơi thí điểm sẽ có 6 tòa án du lịch khác được mở ở các khu nghỉ dưỡng phía nam như là Phuket, Rabi, đảo Koh Samui và thành phố phía bắc Chiang Mai. Tòa đặc biệt này còn được mở muộn hơn ở Bangkok. Trong đó có một trụ sở ở quận Dusit bao gồm khu vực đường Thok Khao San và một ở quận Pathumwan bao gồm khi đi Patong và Siloam. Và thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ sửa đổi kế hoạch tấn công Syria 50 lần. Các chi tiết của kế hoạch tấn công Syria bị thay đổi theo từng ngày, ngay cả khi Quốc hội Hoa Kỳ còn chưa bỏ phiếu về việc có đồng ý cho Tổng thống Barack Obama tiến hành tấn công quân sự vào Syria hay không. Fox News dẫn lời một giới chức quân sự giấu tên cho biết, bản kế hoạch tác chiến sẽ được yêu cầu sửa lại tới 50 lần kể từ khi Ngũ Giác Đài bắt đầu xem xét về một hành động quân sự giới hạn nhắm vào Syria. Cách thức tấn công của quân đội Hoa Kỳ đang là vấn đề chưa được giải quyết. Trong khi đó, thì các tàu chiến được trang bị hỏa tiễn đã sẵn sàng ở khu vực Địa Trung Hải. Một viên chức quốc phòng cấp cao cho biết, tiến hành không kích là một trong những lựa chọn hợp lý cho Tổng thống Obama lúc này. Tuy nhiên, cách thức khai triển cũng như là khai hành động quân sự còn phụ thuộc vào danh sách những mục tiêu cần tấn công, mà danh sách này lại thay đổi hàng ngày. Kế hoạch thay đổi liên tục có thể khiến Quốc hội gặp khó khăn trong việc xem xét dự thảo cho phép Hoa Kỳ tiến hành hành động quân sự ở Syria. Các cuộc thăm dò cho thấy, hành động quân sự của Hoa Kỳ với Syria dù chỉ là trong một cuộc tấn công, vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn. Điều này lại càng làm gia tăng áp lực cho Tổng thống Obama sau khi ông trở về từ hội nghị thượng đỉnh G20. Ngoài ra, dân chúng Mỹ cũng đang gây áp lực cho Quốc hội trong việc phê duyệt kế hoạch tấn công của Tổng thống Obama. Thượng nghị sĩ Joe Manchin, dân biểu của West Virginia, là người từng một lần ủng hộ hành động tấn công quân sự giới hạn của Hoa Kỳ, cũng rút lại lời nói trước đó. Dân biểu nói, với tình hình hiện tại, tôi tin rằng tấn công quân sự vào Syria là hành động sai lầm. Tôi không thể ủng hộ quan điểm của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và sẽ cùng với các đồng nghiệp của mình tìm ra một hướng giải quyết khác. Ngoại trưởng John Kerry cùng với giới chức chính phủ hàng đầu khác đã đến đồi Capitol, nơi có tòa nhà Quốc hội trong tuần này để thuyết phục Quốc hội rằng hành động quân sự của Hoa Kỳ không có nghĩa là tham gia vào một cuộc chiến tranh. Nó sẽ được giới hạn trong phạm vi trừng phạt chính quyền Bashar al-Assad vì đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công người dân vô tội. Các nước phương Tây cáo buộc chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công các khu vực gần thủ đô Damascus, làm hơn 1.400 người thiệt mạng vào ngày 21 tháng 8 vừa qua. Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng một cuộc tấn công giới hạn để trừng phạt Syria là hành động cần thiết. Tuy nhiên,
chính phủ Syria bác bỏ cáo buộc trên và tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công quân sự nhắm vào nước này. Đến với Việt Nam thì ngư dân Bình Thuận trúng mùa ruốc, thưa quý vị. Một tháng trở lại đây, nhờ thời tiết thuận lợi, ruốc xuất hiện gần bờ khá dày. Nhờ vậy, hàng chục ghe của ngư dân thường ở Phú Hai, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã trúng đậm mùa ruốc. Theo một ngư dân phường Phú Hai, mỗi đêm một ghe đánh bắt từ 5 cho đến 6 tạ ruốc. Nếu may mắn, có ghe thu về cả tấn ruốc. Hiện nay, ruốc có giá trung bình từ 5.000 cho đến 7.000 đồng 1 kg, thấp hơn năm ngoái nhưng ngư dân vẫn có lời. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngư dân thu về vài trăm ngàn đồng mỗi đêm. Cho đến tháng 11, ruốc lớn có giá khá cao từ 15.000 đến 20.000 đồng cho 1 kg. Lúc ấy, ngư dân khai thác ruốc sẽ có lời nhiều hơn. Các ghe cập bờ sẽ có thương lái thu mua tại chỗ. Được biết, ruốc được thương lái thu mua bán cho các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Trung Quốc. Mỗi thương lái trung bình bán cả 100 tấn ruốc mỗi mùa. Với thời tiết này, nhiều ngư dân dự đoán sản lượng ruốc có thể sẽ tăng trong thời gian tới đây. Và cũng trong phần tin Việt Nam, thì Cộng sản Việt Nam thành lập đơn vị thủy phi cơ tuần tra biển. Theo báo Thanh niên Online vào ngày hôm qua, ngày 5 tháng 9, 2013, Quân chủng Hải quân Cộng sản Việt Nam đã tổ chức tại Hải Phòng lễ công bố quyết định thành lập khung phi đội thủy phi cơ có tên là DHC-6 thuộc binh chủng Không quân Hải quân. Đây là một bước tới cho cố gắng hiện đại hóa của Hải quân Việt Nam nhằm tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đài RFI Việt ngữ cho hai loại thủy phi cơ gọi tắt là DHC-6 có tên hoàn chỉnh là DHC-6 Twin Otter Series 400, còn gọi là The Guardian 400, do tập đoàn Viking Air của Canada chế tạo. Đây là loại máy bay hiện đại có thể hạ cánh và cất cánh cả trên bờ biển lẫn trên mặt nước. Với tầm bay khá xa và có thể bay thấp, bay chậm, loại phi cơ này rất phù hợp với nhiệm vụ tuần tra, cứu hộ trên biển. Việt Nam đã đặt mua 6 chiếc thủy phi cơ loại này vào năm 2010, trong đó có 3 chiếc được đặc biệt thiết kế và trang bị cho các nhiệm vụ tuần tra trên biển và giám sát bờ biển. Đây là một lực lượng đang được cấp tốc thành lập trong bối cảnh chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong khu vực Biển Đông đang càng lúc càng bị Trung Quốc đe dọa. Trong thời gian gần đây, lực lượng Không quân Hải quân Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đã lần lượt tiếp nhận một số phương tiện do quân chủng phòng không, không quân bàn giao, trong đó có loại phi cơ trực thăng EC-225 Super Puma do tập đoàn châu Âu Eurocopter chế tạo. Về căn bản, đây là loại trực thăng dân sự nhưng vẫn được nhiều nước dùng nhằm mục đích quân sự. Đối với Việt Nam, Super Puma rất hữu dụng vì được thiết kế nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên biển. Để tăng cường hiệu quả của việc giám sát tuần tra trên biển, có thông tin cho rằng Việt Nam sẵn sàng đặt mua loại phi cơ do thám P3 Orion của hãng Mỹ Lockheed Martin có chức năng phát hiện tàu ngầm. Và thưa quý vị, đó là phần tin đầu giờ của Vietnews TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin chúc quý vị được vui vẻ và bình an. Xin kính chào tạm biệt.